Một bạn nữa hỏi: Thưa Thầy, con xin hỏi tại sao chùa lại lấy tên là Khai Nguyên? Nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Xin thưa rằng cái tên này á, thì không phải là ngày xưa nó là chùa Khai Nguyên đâu các con ạ. Thầy về chủ trì cái ngôi chùa này là năm 2003. Trước khi thầy về chủ trì thì cái chùa này có hai tên. Một cái tên á gọi là gì? Gọi là chùa treo. Gọi là chùa treo, tức là gọi theo cái tên xóm, cái tên địa danh của cái xóm ở ngay bên phía trước cửa chùa, bên tay trái của chúng ta hướng ra đó, có cái xóm đó có hơn chục nóc nhà. Gọi là xóm treo. Treo tức là treo leo, là cái nơi mà gì? Một cái nơi nó ở xa nơi trung tâm, xa nơi dân cư tập trung đó. Có một cái gò nó nổi lên ở nơi xa nơi trung tâm đó. Gọi là, cho nên cái xóm đó gọi là xóm treo. Và cái ngôi chùa này đồng thời họ gọi là theo luôn tên xóm là chùa treo. Nhưng cái tên đó, cái tên cổ đó, cái tên mà ở trong văn bia thì không phải là gọi là chùa treo. Gọi tên là gì? Cổ Liêu Tự. Chữ cổ ở trong chữ Hán đó, có nghĩa là gì? Là xưa, là cũ. Liêu đó, có nghĩa là cái gò, cái bãi tha ma, cái khoảng đất trống, cái nơi xa dân cư. Tự có nghĩa là chùa. Cổ Liêu Tự có nghĩa là có một cái ngôi chùa cổ ở ngoài cái gò, ở ngoài cái bãi tha ma, cái nơi xa trung tâm, xa nơi dân cư. Quả đúng như vậy. Ngày thầy mới về đây các con biết rằng á, cái đường vào chùa duy nhất chỉ có cái đường bé bé ở bên này đi vào, mà chỉ có đi được xe kéo, xe cải tiến thôi. Cái xe con bốn bánh á, đi vào á, sư phụ thầy về đây cái ngày mà thầy làm lễ đồng thổ xây cái chùa, sư phụ thầy ở ngoài Vạn Niên á, đi về, đi xe con vừa vào một cái chú lái xe con, một cái hai bánh xe nó to hơn cái đường cho nên nó toạt xuống đất ruộng, cuối cùng phải hô hào cả những người dân, những người Phật tử đi chùa sang để khiêng cái xe lên. Đó, đường nó bé như thế. Và ngày xưa các cụ nói là trước khi thầy về đây mấy tháng, các cụ chưa làm được cái cống mà các con thấy ở ngoài dưới hàng cau, một cái cống, chưa có cái cống đâu, mà đi vào chùa là phải lội đến đầu gối này này thì mới vào được chùa. Mà chùa thì các cụ bảo chỉ mở cửa vào mùng 1 và ngày rằm thôi. Vì sao mới chỉ mở cửa mùng 1 ngày rằm? Vì ngày đó mới có các cụ sang lễ. Mà các cụ sang lễ chỉ các cụ già. Các cụ già thì thường là ở đây phải 60 tuổi mới được đi chùa. Đấy là quy định của các cụ là 60 tuổi mới được đi chùa. Còn dưới 60, 50, 55 tuổi làm cái lễ trình sang một cái là thôi. Phải đợi bao giờ đến 60 mới được đi quy tam bảo, mới được đi chùa. Vì quan điểm của các cụ già ngày xưa nói là chùa là phải dành cho gì? Các cụ. Chứ còn trẻ đi chùa là không được. Các cụ, vì các cụ nói là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Trẻ thì phải ở nhà lo công ăn việc làm, rồi gia đình con cái vân vân. Già thì mới được đi chùa, mới vui chùa. Các con biết không, cả cái ngôi chùa này ngày xưa có 32 Phật tử thôi. Cả cái ngôi chùa này có 32 Phật tử. Nhưng mà mùng 1 ngày rằm mới đi. Đi cũng không đều đâu. Có ngày đi được giỏi lắm thì được khoảng 20-25 cụ. Đấy, ngày mùng 1 ngày rằm. Còn bình thường ra thì có ngày chỉ được 5-10 cụ. Mà chùa cứ đóng cửa im thín thít luôn. Có khách đến lễ thì phải chạy vào làng để gọi ông thủ, ông thủ tự, ông ra ông mở cửa. Và cái hôm mà thầy đi về đây thì xem chùa, thầy cũng phải đi chạy hết vào làng hỏi thăm, mãi mới đến được nhà ông ấy. Thì mới bắt đầu chờ ông lại đi làm, chờ ông 30 phút thì ông mới đi làm về, mới đưa thầy đi ra đây, mới là mở cửa chùa cho vào. Đó. Cho nên ngày xưa gọi là Cổ Liêu Tự, hay còn gọi là chùa treo. Và thầy hỏi rằng chùa lịch sử có lâu chưa? Nhân dân với các Phật tử đều nói rằng lịch sử của chùa có từ thế kỷ thứ 16. Tức là đến nay đã khoảng gì? 400 năm rồi. Trên 400 năm một chút rồi. Nhưng hỏi có sư chưa? Thì các cụ bảo từ xưa, cách đây khoảng độ tầm 100 năm á, về trước á, thì có một sư. Cái từ là cái thời mà trước năm gần 100 năm thôi. Từ năm khoảng độ tầm 20-30 của thế kỷ trước á, thế kỷ 19 á, thì lúc đó là có một sư bác ở đây. Sư cụ á, thì ở trên cái chùa trên đồi Măng Sơn này, và cho tiểu về đây, nhưng mà tiểu thọ với sư bác rồi. Nhưng mà chú tiểu về đây thọ, cái sư bác về đây ở được khoảng gần một năm á, thì bị ma đăng già nó bắt mất. Các con biết ma đăng già là cái gì không? Tức là vì một cô gái ở ngay xóm đằng sau này này, nó sang nó cưa mất chú tiểu, cưa mất sư bác. Thế là sư bác gì? Sư bác đi về lấy vợ, gọi là trong nhà Phật gọi là ma đăng già.
Theo cái tích của ngày xưa, tôn giả A Nan bị một cô gái theo ngoại đạo có tên là Ma Đăng Già nói gì, nó thấy tôn giả A Nan đẹp trai quá và nói gì, nó dùng cái chú thuật và nó bắt tôn giả A Nan vào nhà nó, và tôn giả A Nan vào nhà nó tí nữa thì gì bị mất giới. Và may mắn là có Đức Phật ngài ngồi thiền nhập định, sau khi thọ thực xong ngài ngồi thiền nhập định và ngài gì thấy tôn giả A Nan đang bị gì là người thị giả của mình đó, hôm đó đi khất thực một mình, cho nên nó bị cô Ma Đăng Già nói gì, nó dùng chú thuật và nói gì nó mê hoặc tôn giả, nó đem vào nhà, đem vào nhà, và tí nữa thì tôn giả A Nan phạm cái giới gọi là giới dâm. Và Đức Phật đó, thấy như vậy Đức Phật liền thuyết kinh, thuyết gì, thuyết thần chú Lăng Nghiêm, thuyết đại thần chú Lăng Nghiêm, và sai Bồ Tát Văn Thù đi gì, đi đến ngay lập tức dùng thần lực thần thông đến đó để thuyết chú Lăng Nghiêm và gì phá cái chú của Ma Đăng Già. Ma Đăng Già là chú của ngoại đạo, tên của cô gái, mà cô gái là con của một vị tu sĩ ngoại đạo rất là giỏi. Cô ta cũng có cái chú thuật rất giỏi, mê hoặc được cả tôn giả A Nan. Cho nên cái nạn đó, cái nạn gọi là gì, người đi tu mà bị các cô gái mà thích mà không tu được á, mà phải đi về với cô gái đó thì gọi là gì? Mắc nạn Ma Đăng Già. Còn những vị nữ đi tu mà đi mà không tu được á, bị các anh mà lôi về thì gọi là Ma Đăng gì? Kia gọi Ma Đăng Già hay gọi Ma Đăng Ông à? Cái đấy thì không có, nó không có cái tên gọi đó, phải nói như vậy. Và đến năm sau năm 1945 đến năm 47 của thế kỷ trước thì cái ngôi chùa này á, lúc đó cũng có một cái sư cô ở trên thị xã Sơn Tây, ở cái chùa Linh Sơn ở thị xã Sơn Tây, ở trên đó cô ấy với dân không ở được thì cô ấy về đây cô ở được đúng một tuần thì bắt đầu cô bị phát điên, cô bị phát bệnh và điên ngay ở tại ngôi chùa này, và dân cũng đuổi cô ấy đi, và từ ngày đó cho đến nay là chưa có sư. Và các cụ nói là trên 400 năm nay lịch sử truyền lại mới có hai vị sư, nhưng mà một vị sư bác thì tu được ở đây được gần một năm thì về lấy vợ, còn một vị sư cô về đây được 7 ngày thì bị điên. Và thầy về đây thì thầy thấy rằng xem xét cả về ngày xưa thầy đi học cũng có học qua một chút về phong thủy, về địa lý vân vân, cho nên xem xét về phong thủy địa lý thì ngôi chùa rất là đẹp. Nhưng cái thứ nhất là gì? Cái hướng chùa không tốt, cái hướng chùa đặt là sai với cái vị trí của cái cục diện của cái mảnh đất này, đấy là về phong thủy, về địa lý. Cái thứ hai là cái tên chùa gọi là chùa treo, nghe cái tên đã gì đã không thể phát triển được rồi, hay gọi gì, hay gọi là cái tên tự cổ của nó gọi là cổ liêu tự, tức là cái chùa ở ngoài cái gì, ở một ngôi chùa cổ ở ngoài bãi tha ma, một ngôi chùa cổ ở một cái mảnh đất trống, một cái ngôi chùa cổ ở xa nơi trung tâm hẻo lánh, thì chúng ta nghe thấy cái tên đó là chúng ta đã thấy chán rồi. Cho nên là thầy họp dân và bàn với dân, cái việc đầu tiên thầy về, thầy sau khi bổ nhiệm chủ trì rồi, thầy họp dân lại ngay trong năm đó, mời chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc đến họp, và thầy nói cái quan điểm của thầy và nói phân tích cho các cụ và địa phương họ nghe vì sao ngôi chùa xây dựng 400 năm mà không phát triển được. Sư về đây thì vị thì bỏ về lấy vợ, vị thì bị điên. Có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là ngôi chùa được xây dựng trên cái khu đất rất tốt, nhưng mà cái hướng chùa gì? Hướng chùa đặt sai vị trí. Phải quay trở lại, trách trở lại khoảng vài độ cho được hướng đông nam. Ngày xưa là đông đông nam, tức là nhìn xuống cái gò, nhìn xuống cái dọc á. Cái dọc tức là cái nước nó tụ, cái nơi tụ nước á, thì tụ khí á, thì không nhìn vào. Như phong thủy phân tích là tụ khí không nhìn vào mà lại đi nhìn xuống gì? Nhìn xuống cái dòng chảy, nhìn xuống cái thác. Giống như chúng ta thấy là nếu mà chúng ta ngồi trên một cái thác nước, không bao giờ chúng ta vững được. Hoặc chúng ta đứng trên một cái thác nước thì không biết là chúng ta bị trôi lúc nào. Thầy lấy một cái ví dụ như thế cho chúng ta dễ hiểu về cái phong thủy học. Cho nên thầy phân tích cho bà con nhân dân với chính quyền địa phương nghe. Cái thứ nhất, nếu muốn tôi ở đây được và cùng với nhân dân xây dựng cái ngôi chùa này được, thì cái thứ nhất phải đổi lại hướng chùa, nhìn về hướng đông nam, tức là như hướng chùa bây giờ các con nhìn thấy đó, thì ngôi chùa này mới phát triển được, nhân dân khu vực dần dần mới thịnh vượng được. Bằng không thì thầy không có cách chi để mà trụ lại. Nếu mà dân không đồng ý chuyển lại cái hướng chùa thì thầy cũng không thể trụ trì cái ngôi chùa này với dân được. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai đó là thầy yêu cầu phải đổi tên chùa. Nếu như muốn ngôi chùa phát triển được thì phải đổi tên chùa.
chứ không thể gọi là có một ngôi chùa cổ ngoài bãi Tha Ma. Ngày xưa nó đúng thật, các con ngồi đây, các con sẽ đang ngồi lên ít nhất phải có ngồi lên khoảng độ mười mấy ngôi mộ mà thầy đã cùng với người nhà đã chuyển các cụ đi nơi khác để nhượng lại, cúng lại cái đất này cho chúng ta xây giảng đường. Nguyên cái khu vực các con đang ngồi là phải mười mấy ngôi mộ, và trong cái phạm vi ngôi chùa này các con phải biết thầy phải chuyển khoảng 300 ngôi mộ, di rời khoảng 300 ngôi mộ mới được cái khoảng đất trống như bây giờ các con ạ. Nhưng bây giờ các con ra ngoài tháp báo ân xem, còn khoảng được 50-60 ngôi mộ nữa họ chưa di rời, họ không đồng ý di rời, và ở đó họ bảo là ở góc này thôi, thôi thì xin cho các cụ quy tập về đó. Một số những người họ bảo là thôi, có gia đình cũng có nhân duyên với chùa, từ các cụ từ ngày xưa là người có công xây lên cái chùa này từ ngày xưa, cũng như là con cháu cũng có công xây dựng chùa này, và con cháu để các cụ trong đất chùa với cái tâm nguyện là mong cho các cụ ấy được gì, được hưởng cái lộc Phật một chút, cho nên họ để mộ gần đây, bây giờ họ không muốn chuyển. Họ nói như vậy thì thầy cũng không có cách chi để mà gì mà vận động họ nữa, cho nên cũng đành phải để họ ở lại khu vực đó, quy tụ thành một góc khu vực đó. Còn ngày xưa về đây các con đầy dẫy, nếu mà ai mà yếu tim về ban đêm còn xin lỗi các con, còn không dám đi ra đi vệ sinh nữa, vì mộ nhiều lắm, mộ chung quanh chùa. Cho nên thầy nói với dân là cái việc thứ hai tôi yêu cầu và tôi đề xuất đó là thay đổi cái tên chùa, vì không để cái tên chùa nó lạnh lẽo, nó treo leo và nó cô đơn, cổ kính nhưng mà gì lại cô đơn. Cổ kính nó phải gì, phải đẹp. Cổ kính như là ngôi chùa Tây Phương ấy, mới gọi là gì cổ kính đẹp. Hay là cổ kính như là chùa Trăm Gian các con đến mới là cổ kính đẹp. Hay là cổ kính như là ngôi chùa Thầy ấy, mới là cái cổ kính đẹp. Còn cái ngôi chùa này cổ các con biết cũng là cổ thật, lịch sử 400 năm cũng là không phải là ít. Nhưng mà được xây dựng bằng gì, bằng đá ong. Ở trên đó thì chỗ cây trống, thầy về cái chùa này thì mỗi cột là gì? Mỗi một cột là có thêm hai cột, ba cột nữa là gì? Cột trống. Cái ngôi chùa có 18 cái cột thì có gì? Có đến 6 cái cột là phải trống. Có cột phải trống để 3-4 cái cây trống nó mới chịu được. Thế là mỗi nó ăn mục hết dưới chân cột rồi, và phải dùng cái cây tre, cây xoan để chống lên. Thì thầy nêu ra cái yêu cầu thứ hai, cái tâm nguyện đề xuất thứ hai đó là đổi tên chùa. Thì chính quyền địa phương và nhân dân hỏi là thầy muốn đổi tên là gì? Thì lúc đó thầy nghĩ rằng ngay là gì? Thầy nghĩ ngay đến cái gì? Không một phút suy nghĩ, và thầy gì? Chỉ một chớp nhoáng thôi, thầy nghĩ ngay là gì? Đổi thành chùa Khai Nguyên. Đổi thành chùa Khai Nguyên. Chữ khai có nghĩa là gì? Chữ khai ở trong chữ Hán có nghĩa là mở. Khai có nghĩa là gì? Là mở. Ví dụ như trong chữ Hán là mà đọc thành tiếng Trung, tiếng Hoa là khai mẫn. Khai mẫn tức là gì? Khai mẫn tức là gì? Khai môn đó, tức là mở cửa. Khai môn tức là mở cửa. Đọc tiếng Hán là khai môn. Còn phiên âm theo cái tiếng Trung Hoa hiện đại bây giờ là khai mẫn, tức là mở cửa. Đó. Và nguyên, chữ nguyên đó có nghĩa là gì? Là nguồn. Chữ nguyên có nghĩa là nguồn, là gốc. Nguồn gì? Nếu mà chúng ta xét về, nếu mà ở về một dòng suối, một dòng sông, thì chúng ta biết rằng cho dù Việt Nam chúng ta thấy con sông Hồng chẳng hạn, thì nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ rất nhiều những ở cái đỉnh núi, ở cái khe, cái suối. Mà cái nguồn nó tuy nước ít hơn thật, nhưng mà lúc nào cũng gì? Cũng trong sạch. Còn người học Phật chúng ta, cái nguyên, nguyên ở đây nguồn tức là chỉ cho cái tâm, chỉ cho cái cội nguồn của gì? Của tâm thức của chúng ta. Mà cội nguồn của tâm thức ở trong nhà Phật đó gọi là gì? Gọi là Phật tính, gọi là Bồ Đề tâm, hay còn gọi là gì? Niết Bàn tâm, vân vân. Gọi là tự tính, là Phật tính, là Bồ Đề tâm, là Niết Bàn, vân vân đó. Hay còn gọi là gì? Là tự tính giác ngộ, vân vân. Đó. Khai nguyên. Mục đích của thầy xây dựng lên ngôi chùa này là để đem giáo lý của Đạo Phật đến với quảng đại quần chúng, đến với mọi tầng lớp nhân dân, đến với tất cả những người có duyên với Đức Phật và những người gì? Yêu chuộng Phật Pháp, yêu chuộng hòa bình và muốn học Phật. Cho nên cái ngôi chùa này mục đích của thầy xây dựng lên là để hoằng pháp,
độ sinh, chứ không phải là xây dựng lên để gì, để cho có khách đến lễ và kiếm tiền và ngồi để gì, để thụ hưởng cái đồng tiền đó để tiêu, mở cái hòm công đức ra để gì, để tiêu tiền của thập phương tín thí, mà mục đích của mình là xây dựng lên để hoằng pháp lợi sinh, đem cái giáo lý của Đức Phật để khai mở cái gì, cái cội nguồn tâm thức cho chúng sinh, gọi là khai nguyên, tức là mở cái cửa tâm thức cho tín đồ Phật tử, từ chỗ không biết Phật pháp mà được biết Phật pháp, từ chỗ là không tin Phật pháp mà được tin Phật pháp, từ cái chỗ là gì, phỉ báng Phật pháp, thậm chí xin lỗi các con, có nhiều người phỉ báng Phật pháp, coi thường Phật pháp, nhưng mà sau khi đến đây tham dự pháp hội Trung Phong hay tham dự pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng, hoặc là đến đây được nghe thầy giảng, hoặc là chưa đến đây nghe thầy giảng qua băng đĩa, qua mạng internet thôi, mà họ hiểu được cái giáo lý của Đức Phật, họ hồi tâm chuyển ý, họ nhận ra cái lỗi lầm trước đây không tin nhân quả, không tin Phật pháp, và đặc biệt là còn gì, còn phỉ báng những người học Phật, những người tu Phật, và phỉ báng cả gì, cả Đức Phật nữa. Đó. Nhưng họ đến đây một lần, hai lần, hoặc là họ nghe qua các băng đĩa giảng của thầy ở trên trang web của nhà chùa, hoặc các băng đĩa giảng mà các Phật tử mang về phát cho. Họ phát Bồ Đề Tâm và họ tin sâu nhân quả, và thậm chí họ quy Tam Bảo, họ trở thành những người đệ Phật, những người đệ tử tại gia của Đức Phật, rất là thuần thành các con. Đó, cho nên đấy là thầy nói sơ qua về cái ý nghĩa gì, khai nguyên nó có từ bao giờ, tức là có từ, thầy nhớ là nó có từ tháng 9 năm 2003, tháng 9 năm 2003 thì bắt đầu thì đổi cái tên chùa treo hay chùa Cổ Liêu Tự đã thành cái chùa Khai Nguyên. Xin trả lời câu hỏi đó.